Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Khương đã tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023. Tham gia hội thi, các đơn vị trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm sáng kiến, cải tiến vật chất phục vụ huấn luyện tại các cơ quan đơn vị địa phương. Hội thi nhằm đánh giá công tác nghiên cứu, khả năng sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ, giáo án, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ, đồng thời nhân rộng những sáng kiến mô hình hay để ứng dụng thực tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các đơn vị đạt điểm số cao. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo chủ trương của tỉnh. Đặc biệt sẽ thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý điều hành, xử lý hồ sơ công việc, gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, không bao gồm nội dung mật qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Tiếp tục đồng bộ việc gửi, nhận văn bản hai chiều, điều hành công việc trên phần mềm VNPT iOffice và hòm thư công vụ giữa đảng ủy khối và 100% các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Phấn đấu có từ 50% các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết được tổ chức trực tuyến. 100% hội nghị ban thường vụ được thực hiện trên phần mềm ứng dụng họp không giấy tờ. Với hơn 53.300 hecta quế trồng thuần loài, thời điểm giao mùa từ xuân sang hè, nhiều loại sâu trong đó có sâu ăn lá phát sinh gây hại, ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng của cây quế. Các loại sâu bệnh phổ biến trong giai đoạn này là bệnh khô đầu lá, phấn trắng, sâu đo, bọ trĩ, bọ cánh cứng. Để chủ động phòng trừ, các hộ dân cần tăng cường kiểm tra rừng quế, kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn khoanh vùng diện tích bị sâu bệnh gây hại và áp dụng các biện pháp chăm sóc phòng trừ. Riêng đối với vùng sản xuất quế hữu cơ, nông dân chỉ áp dụng các biện pháp thủ công, thuốc bảo vệ thực vật, sinh học và thảo mộc, tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc hóa học. Cần thiết kế bố trí vùng đệm để cách ly với các vùng sản xuất đại trà theo đúng khoảng cách. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc một thanh niên bị chó thả rông cắn dẫn đến đa chấn thương phải nhập viện điều trị khiến cho nhiều người lo lắng bức xúc, vấn đề đặt ra trong công tác quản lý vật nuôi, đặc biệt là chó mèo, đang được nhiều người dân quan tâm. 3 ngày sau khi vụ việc em Hoàng V bị hai con chó loại to tấn công, người thân của em vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai con chó thuộc giống Doberman, mỗi con nặng trên 30 kg, lao vào tấn công V với những nhát cắn hết sức dã man. Một lúc hai con chó nó lao vào một đứa trẻ như thế thì thấy sợ, có chó nuôi chó thì phải có cái giọng món, không được thả chó rông. Địa điểm xảy ra vụ việc tại tiểu khu đô thị số 21, khu đô thị Dracon, phường Bắc Cường, dưới nền đường. Nhưng vết máu khô vẫn còn lưu lại. Theo đại diện tổ dân phố, mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân quản lý vật nuôi, đeo dọ mõm cho chó mèo khi ra đường, tuy nhiên một bộ phận người dân không chấp hành, dẫn đến xảy ra sự việc nghiêm trọng trên. Mà thực sự là người ta lại còn giấu chó, mà chưa cho tiêm mà đã bảo anh bắt được anh tiêm. Ý thức của người dân thì thứ nhất là chưa cao, bởi chó đi vẫn không dọ mõm và vẫn thả rông, mà khi người về rồi chó còn chưa về. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 8.000 con chó mèo được nuôi trong các gia đình. Thành phố cũng đã xây dựng cơ sở an toàn bệnh dại tại 14 trên 17 xã phường. Tuy nhiên, việc quản lý chó mèo thả rông gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức của người nuôi, vẫn còn tâm lý chủ quan trong việc tiêm phòng dọ mõm cho vật nuôi. Phường thường xuyên ra quân, nhưng mà với những cái con vật nuôi to ấy, thì báo cáo các đồng chí là để các cái phương tiện hỗ trợ để sử dụng để bắt được những con vật nuôi này là cũng rất là khó khăn, cho không những là Bắc Cường đâu mà cho các cái xã phường. Thì cũng anh em đi thì cũng đều là dùng vợt và bắt thủ công thôi. Sau vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng chủ chó là bà Bùi Thị Thảo ở tổ dân phố số 8, phối hợp cùng gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả. Để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc, chính quyền sở tại cần kiên quyết xử lý nghiêm những hộ gia đình nuôi chó mèo thả rông. Đặc biệt người dân cần nêu cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm quy định khi nuôi chó mèo, đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người dân cũng như văn minh đô thị. Dự án nút giao IC16 cao tốc Nội Bài Lào Cai do Sở Giao thông Vận tải xây dựng làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 2,8 km, có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng đang được triển khai thi công.
Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên cơ sở nút giao IC18 tại km 245 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã có thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, dự án sẽ cải tạo hai nhánh đang khai thác hướng Bình Minh, Hà Nội và ngược lại. Xây dựng thêm hai nhánh hướng Bình Minh, Kim Thành và ngược lại, tạo thành nút giao hoàn chỉnh. Tổng chiều dài tuyến mới và cải tạo khoảng 2,8 km, các hạng mục chính gồm đường, cầu vượt, cống chui dân sinh, nút giao các tuyến đường chờ quy hoạch cam đường thống nhất, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông và công trình phòng hộ, dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm 2024. Dự án góp phần tăng cường khả năng kết nối, từng bước hoàn thiện hạ tầng phía Nam thành phố Lào Cai theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Từ đầu năm tới nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Sapa đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện trên địa bàn. Trong đó đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, tập trung tại một số tuyến đường giao thông trọng điểm gần các khu vực có nhà hàng, quán xá, bến xe. Tính đến hết ngày 15 tháng 2, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Sapa đã phát hiện xử lý 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 750 triệu đồng, tạm giữ 106 phương tiện, tước giấy phép lái xe 102 trường hợp. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục kết hợp giữa việc xử lý với công tác tuyên truyền đến người dân về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông cũng như luật giao thông đường bộ. Những ngày cuối tuần vừa qua, không khí tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Lào Cai nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của gần 300 vận động viên tham gia giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai. Các vận động viên nỗ lực thi đấu cống hiến cho khán giả, người hâm mộ những trận đấu đẹp. Ấn tượng, kịch tính và hấp dẫn là điều mà khán giả có mặt tại giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai cảm nhận được. Tập luyện kỹ cùng chiến thuật thi đấu tốt, các vận động viên đã mang tới cho khán giả 300 trận đấu, biểu diễn đẹp mắt ở cả hai nội dung đối kháng và biểu diễn quyền. Qua giải đấu này thì em cảm thấy em tự tin khi mà được thi đấu, được học hỏi các anh chị lớn hơn hay là các bạn, các em bé, được giao lưu biết thêm các kinh nghiệm để sau giải đấu này mình có thể gọi là thay đổi mình và từ đó mình sẽ cố gắng hơn. Những trận đấu rất là đặc sắc. Không khí của nhà thi đấu thì vô cùng sôi nổi và tinh thần thi đấu của các vận động viên thì rất là cao, mang đến cho các khán giả chúng em thì những trận đấu đầy kịch tính, đặc sắc. Và qua cái giải tỉnh này thì cũng có thể cho em động lực để em có thể thử luyện tập bộ môn Taekwondo. Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai do Sở Văn hóa Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức thường niên. Năm nay, các vận động viên tham gia tranh tài 35 bộ huy chương ở các nội dung đối kháng, quyền cá nhân và đồng đội theo 3 lứa tuổi, dưới 12 tuổi, 12 đến 14 tuổi và 15 đến 18 tuổi. Giải thành công so với những năm trước, vì số lượng vận động viên, các đoàn vận động viên tăng so với năm 2022 rất là nhiều, đặc biệt là các cái câu lạc bộ ở các huyện, thị xã. Và đặc biệt là chất lượng chuyên môn của giải năm nay cũng rất là tốt, đã được nâng cao. Như vậy thì có thể khẳng định rằng là cái phong trào Taekwondo của Lào Cai ngày càng được phát triển. Giải góp phần nhân rộng và cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung, môn Taekwondo nói riêng, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ môn Taekwondo cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức trao 35 bộ huy chương gồm 10 bộ nội dung quyền, 25 bộ nội dung đối kháng cho các vận động viên. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền không điều chỉnh giảm số vốn hơn 3.750 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 để bảo đảm khả năng cân đối vốn cho các dự án khi quyết định chủ trương đầu tư. Số vốn này dự kiến bố trí cho các dự án như vốn đối ứng cho 3 dự án ODA mới là mở rộng một số cầu hầm trên quốc lộ 1A, tuyến nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc với tổng số dự kiến bố trí hơn 2.570 tỷ đồng. Đây là các dự án có ý nghĩa hết sức cấp thiết và quan trọng để tổ chức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt, nhưng đến nay vẫn còn khó khăn, chưa thỏa thuận được vị trí đấu nối với phía Trung Quốc.
Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng, ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn, hay giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, tiến hành thanh tra xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm. Cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu của Việt Nam và Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đã khôi phục toàn bộ các hoạt động. Việc khôi phục toàn diện xuất nhập cảnh và thông quan hàng hóa sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế biên mậu, văn hóa du lịch, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Ban Quản lý Khu Kinh tế và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ phối hợp tốt với phía Trung Quốc, kịp thời hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Bộ Y tế cảnh báo dù cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, song vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trong khu công nghiệp và trường học. Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục, Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm. Các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, bếp ăn trường học phải được kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo tới cộng đồng. Ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là tròn một năm xảy ra cuộc xung đột ở quốc gia này. Tại thủ đô Kiev, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Dự kiến ngày 21 tháng 2, ông sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Kể từ tháng 2 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Biden đã viện trợ an ninh khoảng 30 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo kế hoạch đã thông báo trước đó ngày 20 tháng 2, Tổng thống Biden rời Washington thực hiện chuyến thăm chính thức Ba Lan. Ngày 20 tháng 2, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã chính thức phát động Giải thưởng ASEAN 2023. Đây là chương trình tôn vinh các tổ chức và cá nhân xuất sắc trong khu vực, có đóng góp nổi bật cho hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và thế giới. Các ứng viên không được phép tự ứng cử. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Sau khi tiếp nhận các đề cử, Hội đồng Giám khảo sẽ được triệu tập để chọn ra các ứng viên xứng đáng. Giống như các năm trước, cá nhân và tổ chức đạt giải sẽ nhận được cúp và phần thưởng bằng tiền trị giá 20.000 đô la Mỹ do hai quỹ đầu tư của Singapore và Malaysia tài trợ. Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, giải thưởng ASEAN đã được trao cho 3 cá nhân và 2 tổ chức. Ngày 20 tháng 2, giá đồng rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh giới phân tích thị trường chưa nhận thấy dấu hiệu Mỹ sẽ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Theo trang bonbat.com, thu thập dữ liệu trực tiếp từ các sàn giao dịch của Iran, giá đồng rial đã rớt xuống mức 501.300 rial đổi 1 đô la Mỹ. Trong 6 tháng qua, giá đồng nội tệ của Iran đã giảm gần 60%. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Iran dự kiến mở một trung tâm ngoại hối mới để dễ dàng tiếp cận ngoại hối và tăng khối lượng giao dịch chính thức. Tỷ giá được thiết lập tại sàn giao dịch này sẽ trở thành tỷ giá của thị trường. Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Iran là khoảng 50%, nhiều người Iran đang tìm hình thức an toàn cho các khoản tiết kiệm của họ bằng cách mua đô la Mỹ, các đồng ngoại tệ mạnh khác hoặc vàng. Theo cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, trong vòng 2 tuần kể từ ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2, nước này đến nay đã ghi nhận hơn 6.000 dư chấn và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục có thêm dư chấn trong thời gian sắp tới. Trong hơn 6.000 dư chấn được ghi nhận, hầu hết có độ lớn từ 3 đến 4 độ Richter, hơn 400 dư chấn khác có độ lớn từ 4 đến 5, khoảng 40 dư chấn khác có độ lớn từ 5 đến 6 và đặc biệt một dư chấn có độ lớn là 6,6 độ Richter.
Bình thường đây sẽ là số trận động đất được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 4 tháng, nhưng nay chỉ diễn ra trong 2 tuần. Dự báo dư chấn sẽ tiếp diễn trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt độ lớn 5, do vậy người dân cần tránh xa các tòa nhà bị hư hại. Ngoài ra, những thảm họa thứ cấp như sạt lở cũng có nguy cơ cao xảy ra. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.